Dạ, 안녕하세요. 야, xin chào quý vị và các bạn. Mình tên là Kim Quang Sik. Tên Việt Nam là Nguyễn Văn Tèo. Dạ, mình là người Hàn Quốc. Dạ, mình qua tới Việt Nam để học tiếng Việt và tiếng Anh nữa. Dạ, mình ở Việt Nam khoảng 3 năm rồi. Dạ, các bạn thấy tiếng Việt của mình rất là giỏi, phải không các bạn? Ngạc nhiên chưa? Dạ, khi mà mới qua Việt Nam, em rất là ngạc nhiên. Bởi vì ở Việt Nam xe máy nhiều quá. Dạ. Ước gì anh ở đây giờ này. Ước gì. Dạ, xong rồi. À, với lại thậm chí cái thịt chó với mắm tôm nè, thật đó mình rất là thích. Hôm nay là thứ bảy, Quang Sik dậy thật sớm để tập thể dục. Tập thể dục bao giờ cũng tốt cho sức khỏe. Ồ, chụp hình cưới kìa. Wow, sớm quá nhỉ. Quang Sik sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh đã 2 năm nay. Với Quang Sik, đó là khoảng thời gian chưa đủ dài để hiểu về thành phố này, nhưng cũng đủ để Quang Sik yêu mến cuộc sống nơi đây. Có một người Sài Gòn chánh gốc đã nói với Quang Sik rằng muốn ngắm nhìn một Sài Gòn khác lạ, một khoảnh khắc mà Sài Gòn không ồn ào náo nhiệt, thì chỉ có thể là sáng sớm tinh mơ, khi Sài Gòn bắt đầu một ngày mới. Và vì thế mà Quang Sik đã khám phá để rồi yêu luôn những buổi sáng như thế này, được thông dong thả bộ, hít thở không khí trong lành và thích thú nhìn những đàn chim bồ câu bay lượn trước nhà thờ Đức Bà trong ánh nắng ban mai. Chốc chốc, đàn bồ câu lại bay lượn trước nhà thờ, đẹp tuyệt vời. Có phải lại đi lại không? 7 giờ sáng, lúc này người dân thành phố đã đi lại tấp nập hơn. Quang Sik băng qua đường để đi sang công viên số 4, một góc thật nhiều cây xanh trước đường Alexander Road. Vô tình Quang Sik nhìn thấy rất nhiều người đang cùng tập thể dục, những động tác thật chậm rãi, khác hẳn tiếng còi xe đi lại ồn ào bên ngoài. Từng đọc qua sách báo nên Quang Sik biết tên gọi của môn thể dục này. Quang Sik bắt chước tập theo, nhưng Quang Sik không hiểu cho lắm về các động tác này, cũng không biết tại sao khuôn mặt của mọi người lại nghiêm túc và tập trung cao độ đến vậy. Tò mò quá. Thấy Quang Sik lúi húi tập theo, thầy giáo của lớp tập thể dục này kéo Quang Sik lên và thật là thân thiện. Chú kể và giải thích cho Quang Sik những động tác mà mọi người đang tập. À, hóa ra những động tác này không phải là thái cực quyền mà là thái cực khí công của người Việt Nam. Chú giải thích rằng khí công khởi nguồn từ Trung Quốc nhưng đã du nhập vào Việt Nam từ lâu. Và người Việt Nam đã có rất nhiều cải biến để phù hợp hơn với tính cách người Việt. Những bài tập nhìn có vẻ đơn giản, nhưng để tập được đúng yêu cầu cũng phải mất nhiều tháng tập luyện lắm đó. Rồi, rồi. Và tập cái này nè, hít vô nè, thở ra nè, hít vô thở ra,
Nhưng mà đặc biệt á, nếu mà chúng ta làm bình thường á, mà chúng ta không vận dụng hơi thở đó, và không vận dụng mà cái khí lực trong này á, thì như là bài thể dục bình thường, đúng không? Thể dục bình thường. Còn ở đây là mình cảm nhận vô hai bàn tay. Đó, hai bàn tay này nó quan trọng nè. À, hai bàn tay và khuôn mặt phải nhẹ nhàng, đúng không? À, dạ, dạ. Đó. Thì bài tập là quan trọng là hai bàn tay. Hai bàn tay. Khuôn mặt. À, khuôn mặt cũng quan trọng. Khuôn mặt cũng quan trọng. Em cười. Nếu mà cười thì không được. Hẹn chứ người ta rất là cười, rất là vui phải không? Do đó khuôn mặt mình lúc tập thì mình không có nghiêm nghị. Cũng phải cười ha. Mỉm cười. Mỉm cười. Để mình cảm nhận. Giống như từng phần phải không? Do đó là nó rất đặc biệt. Nếu tôi bắt tay em mà tay em cứng. Cũng cứng lắm. Là em căng thẳng. Nếu tay em mềm là em thoải mái. Bây giờ thấy mềm, mềm, rất thoải mái. Người này rất thoải mái, rất dễ thân thiện và lúc nào cũng thoải mái. Em rất tốt. Vậy thì em vào bộ môn này không khó. Chú Bình nói rằng tập thái cực khí công không chỉ phù hợp với người trung niên mà còn rất thích hợp với người trẻ tuổi nữa. Vì quá bận rộn, đôi khi những người trẻ tuổi như Khoan Sích sẽ bị stress, mệt mỏi. Và đây sẽ là những biện pháp giúp tâm trí mỗi chúng ta được điều hòa minh mẫn hơn. Người tập thái cực khí công sẽ đứng hoặc ngồi trên một vòng tròn hoa sen và tập các động tác trong vòng tròn đó. Thái cực khí công của Việt Nam giảm bớt các động tác nhưng lại bổ sung vào đó những kỹ thuật khó hơn. Vì vậy, người Việt Nam khi tập luyện khí công đòi hỏi sự tĩnh tâm và kiên nhẫn. Người học phải biết cách thả lỏng cả cơ thể lẫn tâm trí. Dạ chú ơi, khi nãy cháu thấy mọi người tập thái cực khí công mà lúc thì nhanh là lúc thì chậm, mà tại sao như vậy chú? Nhanh chậm là một trong những yếu tố của những cái bài tập, nhất là bài tập khí công. Thì nhanh chậm nó tượng trưng cho là âm dương. Âm dương đó, dương á là đó màu đỏ đó, nó nhanh. Âm nó màu xanh hoặc màu trắng, nó sẽ nhẹ nhàng chậm rãi. Âm thì nhanh, dương thì nhanh. Dương thì nhanh, âm thì chậm. Đúng rồi. Thì con người mình cũng vậy, phản ứng nhanh, phản ứng chậm. Nếu mà nhanh hoài thì mình là căng thẳng. Dạ đúng rồi. Nếu chậm hoài thì mình là không làm được việc. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Do đó trong cái động tác mình tập nhanh. Nhưng mà còn cái này nữa, cái động tác là cái ban đầu thôi. Sau đó em phải tập được cái hơi thở. Hơi thở cũng phải theo hơi thở. Hơi thở là chính, nhanh chậm. Lúc nhanh lúc chậm, nhưng mà chậm là quan trọng chứ không phải nhanh là quan trọng. Vậy là gọi là tĩnh nhưng mà nó sẽ phát ra cái động rất cao, mềm nhưng mà nó sẽ cứng rất dữ. Đó là nguyên lý của thái cực. Nguyên lý của thái cực. Tôi muốn tặng cho anh Sức một cuốn này. Tặng cho con Sích phải không? Để tặng chứ. Mà miễn phí vậy không chứ? Miễn phí luôn. Dạ. Cứ mỗi sáng thứ 3, 5, 7 hàng tuần, chú Bình lại ra công viên này dạy thái cực khí công miễn phí với mong muốn giúp cho mọi người tìm được phút giây thư giãn trong cuộc sống. Sau buổi tập thể dục thật bình yên, tôi và chú lại trở về cuộc sống bộn bề nhiều công việc. Và mỗi ngày trôi qua, tôi lại có thêm lý do để yêu Sài Gòn, yêu đất nước Việt Nam. Cháu, rất bất ngờ về một món quà dành cho một người bạn gái của tôi. Tôi muốn mua một cái áo dài. Không phải cho anh, anh mua một cái áo dài cho Vin Hạ Long. Vin Hạ Long của Việt Nam. Rất là đẹp. Đúng rồi.
có thể tập riêng cái này. Dạ đúng rồi. Riêng cái này. Dạ xin chào quý vị và các bạn. Dạ hẹn gặp lại. Dạ cảm ơn.